Thưa quý vị, trong những ngày này, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Đà Nẵng bày tỏ tin tưởng và đặt kỳ vọng vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa mới, đưa đất nước ngày càng phát triển. Sau đây là ý kiến của đại diện nhân dân phường Hải Châu 2, quận Hải Châu. Trong cái không khí nô nức của thành công của đại hội, thì với một tinh thần của một đảng viên, tôi cũng kỳ vọng là đại hội, nghị quyết của đại hội sẽ được tiến hành, được nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống của toàn dân và nhân dân tin tưởng sẽ vào Ban chấp hành mới, sẽ lãnh đạo đất nước chúng ta tiến vững bước đi lên theo cái nghị quyết đã đề ra. Mặc dù vừa qua chúng ta cũng đã có những cái vướng mắc, có những cái khuyết điểm, nhưng mà chúng ta biết vượt qua những cái đó để mà hình thành một Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đoàn kết và được Trung ương đánh giá và được đại hội là bầu hai đồng chí là vào Ban chấp hành. Đó là một vinh dự và cũng xin chúc mừng hai đồng chí Nguyễn Văn Quảng và Lương Nguyễn Minh Triết của chúng ta được bầu vào Ban chấp hành. Qua theo dõi năm ngày đại hội thì chú thấy là cái diễn ra đại hội rất là bảo đảm nội dung, rồi công tác an ninh, công tác phục vụ, là công tác điều hành đại hội rất tốt, tinh thần nó cởi mở, rất dân chủ, công tác nhân sự, quá trình chuẩn bị rất chu đáo, rất là cẩn thận, từ đầu đến cuối, từ khó đến dễ, từ dưới lên trên cho nên rất là cẩn thận. Mà trong đại hội là tôi theo dõi là bầu một lần rất là tốt rồi, rất tốt. Mà rất tin tưởng cái đội ngũ mà 200 đồng chí mà vào ủy viên Trung ương Đảng vừa dự khuyết vừa chính thức á, thì phải nói là rất là bảo đảm mà tạo những cái niềm tin của nhân dân cao.